Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang chọn xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của Lê Phước Quốc nha quý cô chú. Có rất là nhiều hoa mẫu đơn, rất là nhiều màu cho quý cô chú mình sưu tầm sở hữu nha. Đây là Mỹ Hường, Mỹ Vàng Chanh, Hường Sọc, Sọc bốn mặt hoa quý cô chú. Và đang lên rực rỡ hoa cho quý cô chú nào mà yêu thích ha. Thì vườn bao phí ship về tận nhà cho quý cô chú luôn. Sau đây sẽ gặp Lê Phước Quốc để chi tiết nha quý cô chú. Rồi, chào Quốc ơi. Xin chào anh Thái. Dạ, xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em gần xa. Dạ, nay vườn của con có lên một số mặt hàng để phục vụ, tiếp tục phục vụ quý cho quý bà con là Mỹ Cam Sọc, Mỹ Hường, Hường Sọc và một số mặt hàng khác á. Dạ, con xin chân thành cảm ơn quý cô chú cùng anh chị em gần xa đã ủng hộ của con những clip vừa rồi ạ. Dạ, xin trân trọng cảm ơn ạ. Rồi, đầu tiên mình lên mã số 1. Dạ, mã số 1 là cây Mỹ Cam Sọc. Mỹ Cam Sọc, một cốt, hoa rực rỡ luôn quý cô chú. Chiều cao luôn quá. Dạ, chiều cao 90 ạ. Mỹ mà lên hoa như thế này thì quá xá tuyệt vời nha quý cô chú. Đây, một cây gang tay của mình là không giáp nha quý cô chú. Hoa nó to, nguyên một cái form hoa cực kỳ đẹp, cây một cốt. Cái này hoành cỡ 4 năm không Quốc? Dạ. Cái này đế chưa khui nha bà con, lô này chưa khui hết. Cái này thoát thân cao, một cốt thoáng luôn. Hoa thì lên phủ luôn. Đây, mình sẽ zoom cái mặt hoa cho quý bà con mình xem. Dòng Mỹ Cam Sọc rất là đẹp luôn, form tàn đặc. Rồi, giá luôn quá. Dạ, giá mã số 1 này là 350.000 ạ. 350.000 cho một cây Mỹ Cam Sọc. 02 là một cây Mỹ Vàng Chanh ạ. Mã số 2, Mỹ Vàng Chanh. Một cốt. Lên form tàn. Dạ, chiều cao là 95 ạ. 95, cái này thoát thân cũng tầm khoảng 70 nha quý bà con. Cánh hoa Mỹ Vàng rất là to. Dạ, thoát thân 75. Cái này 5 cái hoa quý bà con. Một cốt luôn quýnh 5 cái hoa. Này tàn một đợt này quý bà con, cắt cái này là nó đẻ nhánh ra rất là nhiều. Cái này là tàn tứ diện nha cô chú. Này quanh thân cũng cỡ ngón trỏ mình đi. Dạ. Rồi, giá luôn. Dạ, giá mã số 2 này cũng xin giao lưu giá là 200.000 ạ. 200.000, một cây Mỹ Vàng Chanh. Mã số 3 là cây vàng son Cần Thơ ạ. Vàng son Cần Thơ, cây lứa. Lô này một cốt và đặc biệt cái phơm tàn rất là đẹp luôn, đang ôm hoa. Dạ, chiều cao là 62 ạ. Đang ôm nụ rồi quý cô chú. Về tới nhà quý cô chú là nở hoa luôn. Nè. Cây này thì nó có hai cái trend, ví dụ về bà con mình muốn một cốt về thì mình chiết hai nhánh nè, mình vô bầu đây là tầm khoảng 20 ngày là ra rễ rồi. Là một cốt phát thân lên cũng tầm khoảng 3 tấc rưỡi. Dạ. Đây. Vàng son Cần Thơ thì trong vườn thì hoa rất là chuẩn nha quý bà con. Cây này ngoài cây mẹ nè. Rồi, giá mã số luôn quá. Dạ, giá mã số 3 này là 350.000 ạ. Rồi, ok luôn. Mã số 4 là cây Mỹ Hường ạ. Mỹ Hường, lá Mỹ Cam. Cây này về bà con mình bệnh dây nhôm vô xương xương ha, quánh cái tàn rơi ra. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây mặt hoa nè, chiều cao luôn quá. Dạ, chiều cao là 1m1 ạ. Đây, Mỹ Hường. Hoa nó tới giờ mà nó già rồi, cái màu hoa nó Hường, này gì cô chú bẻ cái là bẻ này lại ha. Cái này nè, quánh cái tàn rơi. Dạ, xuống vậy nè. Rơi ha. Rơi xuống cái tược này đứng lên. Thân này nó lắc sẵn nữa nè, lắc lượng nữa, rất là đẹp luôn. Rồi, cộng đế này tứ diện luôn. Dạ, đế sắp luôn nha quý bà con. Nè. Cộng đế này bên đây nữa nè. Rồi, hoành thân này cũng cỡ 4 năm rồi. Rồi, giá luôn. Giá của mã số 4 là 250.000 ạ. Rồi, mã số 4. Anh mã số 5 là cây Hường Sọc ạ. Hường Sọc, sọc bốn mặt hoa. Trên cây này đang là hai mặt hoa nha quý bà con, ba mặt hoa luôn, Hường Sọc, đỏ sọc và hồng sọc luôn. Đây, mới nở ra nó Hường Sọc vậy nè, khi mà hoa già. Dạ, chiều cao là 1m15 ạ. Ra hồng sọc rất là nét luôn. Đây, cánh hoa rất là đẹp nha quý bà con. Đây nè, cực kỳ. Cây này cái phơm tàn về bà con mình để tự nhiên, còn quặt vô dây thêm mà can ra xương xương vậy nè là nó sẽ nở tàn ra. Một cốt thoát thân. Lô này thoát thân tầm khoảng 60-70. Hoành thân này cỡ 5 đây ha. Dạ. Rồi, mã số này cho giá luôn. Dạ, giá mã số 5 này là 300.000 ạ. Mấy cây trưởng thành tơ tơ như thế này về bà con rất là dễ vô dây, tại vì cái thân nó còn. Dạ, mã số 6 là cây đỏ đào bạc liêu ạ. Đỏ đào ổi ạ. Dòng này hoa đỏ rất là ngọt luôn. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Dạ, chiều cao là 67.
Rồi xay xay cái phân tàn quá. Này tán ngang lớn ha. Dạ. Cái này về bà con mình nếu như không thì chiết hai nhánh này nè, để cái phân tàn trên này rất là đặc luôn. Mới nở ra cái màu vậy nè quý bà con. Khi mà nó đậm rồi nó đỏ vậy nè. Đỏ tươi luôn cái chân cái cuốn nè. Về vô hai bầu đây nữa là một được một cái cây, thêm hai cây nhánh chiết nữa. Này hoàn thân cũng cần úp đi. Rồi giá mã số luôn quá. Vậy giá mã số 6 này là 300 ngàn ạ. Rồi, đợi cây luôn. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là cây Mỹ Hường ạ. Ồ, cây này phơm tàn quá xá đẹp luôn rồi. Gồm dạ chiều cao là 95. Thường mấy cái cây gọn gọn như vậy nè bà con, dễ để ban công đó, nó không có chiếm cái diện tích nhiều. Quý bà con nào không có không gian rộng á, mình để nói chung là mình cứ thúc thúc tàn. Dạ thoát thân là 64 ạ. Rồi, này hoành thân đế giống như đế sắp luôn rồi. Dạ. Cộng đế rất đẹp. Rồi hoành thân này dao động cỡ 4 năm đi. Rồi giá dạ, giá mã số 7 này là 250 ngàn ạ. Rồi, cây Mỹ Hương. Số 8 là cây vàng son hoa mai ạ. Vàng son hoa mai. Rồi chiều cao luôn. Dòng này hoa rất là đẹp luôn. Vậy chiều cao là 66. Cây này có cái phơm tàn rất là đẹp nha quý bà con. Đây. Phơm tàn trên này nó chia ra tứ diện nè, năm cái đọt. Cái nhánh này thì bà con về mình cắt mình ghim, chờ một cốt thoát thân lên đây tầm khoảng 4 tấc. Đang ôm nụ nè. Mỗi chồi nó mỗi nụ hết trơn. Vàng son hoa mai, đây. Cánh nó giống như hoa cánh rất là dày. Hoành thân này cũng cỡ điếu, lớn hơn điếu thuốc lá ngốt đi. Rồi giá luôn coi. Dạ giá mã số 8 này là 400 ngàn ạ. Rồi, ok luôn. Mã số 9 là một cây Mỹ tím ạ. Mã số 9, cây Mỹ tím. Dạ chiều cao là 1.1. Cây này phơm tàn tứ diện và đặc biệt quý bà con về sau khi nó rước được hoa bà con cứ thúc lại là nó đặt lại. Dòng này hoa rất là giống tím sen Minh Châu nha quý bà con. Hoa rất là đẹp. Dạ thoát thân là 40. Hoành thân này bằng ngón trỏ 4 năm nữa ha. Dạ. Một cốt phơm tàn rất là đẹp. Rồi giá luôn. Dạ giá mã số 9 này là 400 ngàn ạ. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo. Mã số 10. Mã số 10 là cây hường sọc ạ. Hường sọc, sọc 4 mặt hoa. Cây này có dáng bắt tượng sẵn là về bà con mình vô dây làm cái tác phẩm theo ý thích. Dạ chiều cao là 1m20 ạ. Này thoát thân cũng cả mét ha. Xay xay mặt hoa coi. Đây hoa nè. Hoa rất là đẹp. Dạ thoát thân là 80. Đây bà con, đây là hồng sọc nè. Mặt hoa rất là nét luôn. Này hoành thân cỡ 5 ạ. Một cốt sạch luôn. Rồi giá cho mã số luôn. Dạ giá mã số 10 này là 250 ngàn ạ. Rồi đổi cây luôn. 11 là cây vàng sâu Cần Thơ ạ. Cây đang ôm nụ luôn. Cây này sau này cái phơm tàn rất là dạ, đẹp. Chiều cao là 66. Thường mình nuôi cái phơm tàn lên chia cành tứ diện vậy là sau này cái khung cái phơm tàn nó rất là đẹp. Đây cái búp nè bà con, cuốn đỏ tươi luôn ha. Này quanh thân cũng cỡ bằng ngón út rồi, lớn hơn điếu thuốc lá. Mấy nhánh này bà con về sau này muốn để không để mình già già mình chiết mình ghim ra. Lên 6-7 cái đọt. Rồi giá luôn dạ, giá mã số 11 này là 300 ngàn ạ. Rồi đổi cây luôn. Số 12 là cây hường sọc ạ. Hường sọc, cái phơm tàn mà con thấy rất là đẹp ha. Về vô dây chia ra thành cây dù luôn. Một cốt thẳng đứng như cây cơ. Đây mặt hoa cho bà con mình xem ha. Chiều cao giúp anh trợ lý. Dạ chiều cao là 1m2. Mặt hoa cho bà con mình xem rõ ha. Dễ hình dung. Cái phơm tàn đó nè. Về này mình chia cành ra. Dạ thoát thân là 71 ạ. 70 ạ. Đặc biệt cái lô, mấy cái lô này chưa. Dạ cái này đế dưới trải đều nha cô chú. Rồi giá luôn. Dạ giá mã số 12 này là 400 ngàn ạ. Rồi đó cây luôn. 400 ngàn con cây về tận nhà để quý bà con mình luôn. Mình muốn vô dây lắc lượn kiểu dán lông dán tàn rơi hay bất cứ tàn nào cũng được. Mã số 13 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh. Dạ chiều cao là 1.1. Đang lên hoa xum xuê.
cái này cái cánh hoa nó rụng lên đây tưởng đâu nghĩ vàng chanh quả xá búp luôn rồi. Dạ thấu khăn là 85. Cái này tàn đẹp nha cô chú, phong tàn nè con thấy nè tuyệt vời luôn. Này hoành thân lớn nha bà con, này cả năm đo hào hào thứ quá. 66 hoành thân 6. Rồi giá cho mã số luôn. Dạ giá mã số 13 này là 300.000 á. 300.000 cây Mỹ vàng chanh. Theo là mã số 14 là một cây Mỹ Hường ạ. Mỹ Hường lá Mỹ Cam. Màu hoa rất là đẹp nha bà con, ở ngoài nó nhìn nó rất là mê luôn, màu rất là ngọt. Dạ chiều cao là 1m1. Đây mặt hoa nè. Dạ thấu răng là 68. Màu hoa rất là tuyệt vời luôn. Cái phơm tàn cây này cũng đặc luôn. Cây tơ tơ, cây lứa lứa mà phơm tàn vậy là rất là ok nha quý bà con, không bị lép. Hoành thân này cũng cỡ con chỏ luôn. Cũ dưới lớn nha, nhưng mà mình chưa khui. Rồi giá luôn. Vậy giá mã số 14 này là 300.000 ạ. Rồi, đó cây luôn, 300.000 trong cây Mỹ Hương. Mã số 15 là cây Mỹ Tím ạ. Vậy chiều cao là 1m15. Cây này về bà con vô tạo một cái tác phẩm ha. Quý của bà con nào có cái qua tay mình vô mình ấy cái đọt xuống này mình quấn cái tàn rơi lắc lượng vậy nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Mỹ Tím hoa rất dạ, là đẹp. Dạ, khăn là 52. Hoa nở nè. Này bà con nếu không thì mình chơi tàn thông dựng đứng lên cũng được, tùy theo quý bà con mình thích cái sở thích cái tông nào. Chơi tông là lạ cho nó để nó mình thân cỡ ngón út đi. Cỡ 4 á. Rồi giá mã số. Dạ, giá mã số 15 này là 400.000 ạ. Rồi, ok luôn. Đây hàng VIP. Mã số 15 là cây Mỹ Hường ạ. Hàng này là hàng 16 em ơi. 16. Cái này nhảy xuống mương nữa hả? Nhảy bắt được rồi đó, đâu không chối rồi. Nè. Mỹ Hường hoa nè bà con. Phải nói cực kỳ đẹp. Về chiều cao là 82. Cây mà có cái bao nhiêu cái đọt là nó ra hết bao nhiêu cái hoa. Thằng này cũng lắc nhẹ lượn lượn ha. Hoành thân này bằng con chỏ, để nó chưa khui. Rồi giá mã số luôn quá. Dạ, giá mã số 16 này là 200.000. 200.000 cây Mỹ Hương. Mười bảy là cây Hương Sập ạ. À. Hương Sập. Dạ chiều cao là 1m15. Cây này phơm tàn cũng gom luôn nha quý bà con, chia chia cành tứ diện luôn. Đây cái mặt hoa nè. Mặt hoa này đang là hồng sập nha quý bà con. Đó. Quá đẹp luôn. Một cốt thoát thân sạch thẳng đứng luôn. Dạ thoát thân là 64. Rồi hoành thân bằng ngón trỏ đi, cỡ 45 đi. Rồi giá mã số. Dạ, giá mã số 17 này là 400.000. Rồi. Mã số 18 là cây vàng son Cần Thơ ạ. À. Đặc biệt vườn thì những cái cây lứa là nó chung một cái phơm tàn vậy nha quý bà con. Cây này bà con về mình can cái dây ấy ra là sau này cái tàn nó nở rồi lắm. Phát lại là thành cái cây. Vậy chiều cao là 72. Đây cái cuốn nó tím vậy nè. Mới ra thì cái đọt nó màu xanh. Này hoành thân cũng cỡ điếu thuốc lá đây, vàng son Cần Thơ. Bao chuẩn nha quý bà con. Nè, mặt hoa nè. Rồi giá luôn qua. Dạ giá mã số 18 này là 350.000 ạ. 350.000, bao phí ship. Rồi, ok luôn. Mười chín là cây Hường Sọc ạ. À. Hường Sọc. Ôi cây này cái dáng nó. Dạ chiều cao là 1m20. Dáng nó nghiêng sẵn rồi. Về mình tạo mấy cái tác phẩm đẹp đẹp lên. Mặt hoa đang là Hường Sọc nha bà con. Sọc rất là nét luôn đây. Một cốt. Này già nha. Hoành thân này cũng cỡ 5-5.5 á. Dạ thoát thân là 63. Rồi giá luôn coi. Dạ giá là 350.000, giá mã số 19. Rồi 350.000. Cây Hương Sọc. 20 là cây Mỹ Vàng Chanh ạ. À. Đây, cây này quá đẹp luôn rồi. Xây phơm tàn ra quá, xây phơm hoa. Xây cái phơm ra. Nữa, xây nữa. Rồi đúng rồi. Đó.
cực gỡ bà con. Dễ chịu keo là 92-90 ạ. Mỹ vàng chanh. Lập cái hoa không thấy cái lá luôn. Dễ thoát thăng là 55. À. Này thân nó giót lên rất là lực nha quý bà con nè, không bị bóp. Này rễ chưa khui nhưng mà tứ diện luôn nè, đây nè, nhô lên nè. Vành này 4-5 đi. Rồi giá mã số luôn coi. Dễ giá mã số 20 này là 250.000 ạ. Rồi, giá hữu nghị cho quý bà con mình luôn. Theo là mã số 21. Cây vàng son Cần vàng Thơ. Vàng son Cần Thơ ạ. Dạ, chiều cao là 62. Này lên 1, 2, 3, 4, 5. 5 tược. Cây đặc biệt một cốt thoát thân tầm phán 2 tấc. Hoành thân bằng út đi bà con ơi. Vàng son Cần Thơ, hàng chuẩn. Rồi, giá luôn quay. Dạ, giá mã số 21 này là 300.000. Rồi, 300.000. Mã số 21. Mã số 22 là cây Mỹ vàng chanh ạ. Số 22. Dạ, chiều cao là 1 mét. Xay xay cái phơm ra. Cây này bà con vô cái dáng dân nhân cũng được nữa nè. Rồi cho nhánh này xuống ha. Nhánh này đi theo. Nhánh này đứng hơi lên, hơi lắc lượng tí. Mỹ vàng chanh. Cuốn hoa màu xanh. Cái này hoành thân cũng bằng ngón trỏ đi. Dạ thoát thân là 53. 45. Rồi giá luôn quá coi. Dạ giá là 250.000 ạ. 250.000 cho một cây Mỹ vàng chanh. Số 22. Tiếp theo mã số 23. 23 là cây đỏ đào bạc liêu ạ. À. Đỏ bá ổi ạ. À. Đỏ đào. Dòng này hoa nhìn rất là đẹp nha quý bà con. Một cái màu đỏ tươi thắm. Vậy chiều cao là 70. Cao 7 tấc. Này về bà con chiết được 4 cây nữa nè. 4 cây dưới ha. Cái phong tàn trên này sao nuôi sau này. Mặt hoa nè. Đỏ. Cực kỳ đỏ luôn. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Này hoành thân bằng ngón út nha quý bà con. Rồi giá luôn quay. Dạ giá mã số 23 này là 300.000. Rồi ok luôn. Theo mã số 24 là cây Mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh 24. Rồi chiều cao luôn quay. Dễ chiều cao là 95. Cây này về bà con mình cứ thúc cái phơm tàn này xuống nè. Là một nó nhân thoát thành 2 45 ạ. À. 2 nó nhân thành 4 là sau này cái phơm tàn nó rất đặc. Đây cây này Mỹ vàng chanh nhưng mà có chạy sọc nhẹ nha quý bà con nè. Chạy sọc rất là nhiều cánh luôn nè. Còn nữa nha quý bà con. Đây nè, cây này con chạy sọc nè. Nè. Cây này chạy sọc nhiều nè. Mỹ vàng chanh chạy sọc. Này hoành thân bằng ngón trỏ 45 đi. Rồi giá luôn quá. Giá mã số 24 này là 200.000 á. Rồi ok luôn. Tiếp theo mã số 25 là cây hường sọc ạ. À. Sọc 4 mặt hoa, hường sọc. Dạ chiều cao là 1m2. Đây mặt hoa nè. Thoát thân là 60 ạ. Cây này mặt hoa cũng rất là nét nha quý bà con. Đáng sưu tầm. Hồng sọc. Cánh hoa rất là đẹp luôn. Một cốt thẳng đứng. Hoành thân này lớn nha. Hoành thân này cũng cỡ 6 á. Đế này nói chung là trồng trải tứ diện rồi. Nè, có đế nè. Hoành thân này 6 đi. Rồi giá mã số luôn. Giá mã số 25 này là 400.000 ạ. Rồi đó cây luôn. Cây cái phơm tàn rất là đẹp luôn. Mã số 27. Mã số 27 là một cây Mỹ vàng chanh ạ. À. Mỹ vàng chanh. Cây này phơm tàn cũng đặc luôn. Vậy chiều cao là 89. Đây, búp nè. Thoát thân là 57. Búp màu xanh. Này cái thân trời cái củ như này lớn ạ. À. Hoành thân này lớn nha quý bà con. Thân ở trên đây bằng ngón trỏ đi, ở dưới này tầm khoảng 7 á. Củ này lớn. Rồi mình cho giá mã số luôn coi. Mỹ vàng chanh. Vậy giá mã số 27 này là 250.000 ạ. 250
250.000. Dạ. Một cây mí vàng chanh. Rồi, đổi cây luôn. Mã số 27. Có như mương không? Số nhỏ ngộ rồi. Tiếp theo, mã số 28. Mã số 28 là cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ ạ. Cây này form tàn đẹp nha. Đây, bút nè. Lên đỏ. Vậy chiều cao là 73. Này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái đọt nha quý bà con. Cây này thoát thân cũng cỡ 4 tấc, bản thân này cũng cỡ điếu lớn hơn điếu thuốc lá. Ở dưới này ơi, dưới này củ lớn ha. Dạ. Nè. Củ dưới này bằng con cái á. Rồi, mã số này mình cho giá luôn, mã số 28. Dạ, mã số 28 này là 450.000 ạ. 450.000, cây này lớn nha quý bà con, nó form tàn đẹp nha. Tiếp theo, mã số 29. Cây vàng sọc. Vàng sọc này, vàng sọc Bến Tre nha quý bà con. Vàng sọc. Dạ, chiều cao đó là 1 mét ạ. Đây một hoa nè. Hoa cái màu nói chung màu vàng mà pha sọc đỏ trong này rất là đẹp luôn. Rồi, cái này chiều cao chiều cao là 1 mét ạ. Cái này nó có một cái được mình bị mới bị tét rồi bà con, do đem ra lên bàn xay nó bị tét nhánh chỗ này, nhưng mà sau này về đây nó liền hết trơn à. Bà con cứ yên tâm nha. Cái này thanh lý luôn Quốc. Dạ. Cái này hoành thân cũng đế có đế nha bà con, đế tứ diện chân nè. Cây này cây ghim nha. Thấp thân này cũng khoảng 3 tấc đi. Rồi giá luôn. Dạ, giá mã số 29 là 450.000 ạ. À. Rồi, 450.000 cho một cây vàng sọc. Tiếp theo, mã số 30 là cây mỹ vàng nghệ ạ. À. Mỹ vàng nghệ, mã số 30. Cây này form tàn. Dạ, chiều cao là 1m25. Rất là đẹp luôn. Giót lên nè. À, chỉ một cái đọt chủ và thêm 6 cái đọt nữa nha bà con, 6 cái tược nắp. Thoát thân. Dạ, thoát thân là 84 ạ. À. Này hoành thân bằng ngón trỏ và 45 đi, mỹ và nghệ. Rồi, giá cho mã số. Dạ, giá mã số 30 là 400.000 ạ. À. Dạ, rồi. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. À. Dạ, con xin chân thành cảm ơn cô chú cùng anh chị em gần xa đã ủng hộ con những clip vừa rồi ạ. À. Dạ, con xin chân thành trọng cảm ơn ạ. À. Rồi, hẹn gặp lại quý bà con vào những clip giao lưu tiếp theo. Thì hôm nay lên một số mặt hàng gồm có hường sọc, nói chung mặt hoa rất là đẹp, và mỹ hường và mỹ vàng lên hoa rất là nét. Quý bà con mình xem tham khảo, và nếu như cần nguồn thì cứ liên hệ nhà vườn nha quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con vào những clip giao lưu vào lúc 16 giờ của hàng ngày trên kênh Phát Thái TV của vườn Lê Phú Quốc nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.